Hello, xin tất cả các bạn đã quay trở lại với các channel của mình nhá. Thì ngày hôm nay ấy, chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn xem thêm một video nữa. Và ở cái video trước ấy là mình có đọc một số cái comment của các bạn ghi rằng là anh ơi, anh mua cái bộ đồ Sasuke đi. Là em mong chờ từ đầu đến cuối là mà mẹ thấy một đầu. Thì ok, thì lần này thì không thể để các bạn thất vọng nữa, thì ngay trước màn hình mọi người đây, đây chính là cái nhân vật Sasuke mà mình đã múc thành công rồi em ạ. Thì ở đây ấy, là cái bộ đồ này trước mắt mọi người có thể thấy là khá là giống cái bộ Sasuke ở trong truyện là từ C đến Z. Mọi người tại sao mình nói như vậy? Bởi vì ngoại trừ cái mặt với cả cái tóc khác nhau vậy ra ấy, thì không thể nào mà giống A đến Z, giống tới đéo được em ạ. Đúng. Mặt này phải thật kỹ thì may ra mới giống thôi. Mặt này phải gọi là mặt lồn anh em nhé, chứ mặt này mà gọi là mặt người là thế đéo đâu được. Ok, ngoại trừ cái phần đầu ra thì còn lại trông khá là giống với cả cái nhân vật Sasuke. Có thể nói là cái bộ đồ trang phục Sasuke của mình so với cả cái bộ đồ Sasuke trong truyện ấy khá là giống nhau y chang như hai phần nước em ạ. Mỗi tội ấy là một cái là một giọt nước cống với cả một cái là một giọt nước sông thôi. Đấy, thì em cứ hiểu cái là như vậy nhá. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ nói đến cái màu chủ đạo của cái bộ đồ này. Thì cái bộ đồ này sẽ có cái màu tím chủ đạo. Tím ở đây là thể hiện trong cái sự thủy chung. Mình sẽ nói đơn giản hơn là ví dụ trong truyện ấy là chúng ta đều biết là cái nhân vật là Naruto ngố rất là thích cái nhân vật Sasuke trong truyện rồi. Cái này điều nó không thể nào mà bàn cãi rồi. Còn nhân vật Sasuke thì lại ngược lại khá là ghét nhân vật Sakura ở gọi là đầu truyện anh em ạ. Đúng kiểu là ghét của nào là trời trao của đấy. Thì anh em nếu mà xem những cái phần gọi là phần sâu hơn của Naruto ấy, anh thấy là thế méo nào cái thằng Sasuke với cả con Sakura về sau đó lại cưới nhau đấy. Naruto lại há hốc mồm ra, sau đấy hai đứa nó lại gọi là ngoài cái việc mà cưới nhau xong rồi chúng nó lại đẻ ra một đứa con gái trông méo cái gì bê đê, không có gì một đứa con trai vậy đấy. Chả hiểu sao cũng là ông trời không cho ai cái điều gì gọi là nó hoàn mỹ cả mà. Thì thực ra mà nói đối với nhân vật Sasuke ấy thì nhân vật Sakura là một nhân vật rất là dịu dàng, kỳ mị này, nhất na này, có tính dâm đãng nữa. À quên, ý lộn, ý là đảm đang em ạ. Đấy. Còn với nhân vật Naruto thì Sakura không khác gì với cái con chó cái. Đấy. Tôi nghĩ là do cái tên thuần Việt của Sakura đã nói lên tất cả rồi. Sakura dịch ra tiếng Việt đấy là Sa Tao Gia. Không, chính xác hơn đấy, phải dịch ra là Sa Cụ Tao Gia mới đúng. Đấy. Và đó bài học chúng ta rút ra được là cái điều gì? Là các bạn hãy kỳ thị crush của các bạn đi. Bởi vì một ngày nào đó ấy, các bạn sẽ đối được với nhau thôi. Em ạ, thật ra em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. À, tất nhiên, đó chỉ là cái mơ tưởng thôi, chứ thực tế thì có cái lỗi đấy anh em nhá. Đó, crush mà đã kỳ thị các bạn như con cờ hó rồi mà các bạn lại quay ra đi kỳ thị nó thì không khác gì là chả lại chả đắp tất vào mặt cho ấy, không chừng ấy. Thì ok, nói chung là nãy giờ là xàm xí là cũng đủ rồi. Nói chung là bây giờ chúng ta gọi là tập trung vào cái trận đấu chúng ta đang chơi thôi. Thì trước mặt ở đây của mình ấy thì mình đang có sử dụng cái mini drone này. Đây là cái trang bị gần như là không thể thiếu rồi. Mà thích quá là quét một phát là không thấy người. À đây bò lại, bò lại này, vứt vào đầu đó. Vứt vào đầu đó, ui dồi ôi, nó chạy như kiểu là đang ba ví bộ này thì bố ai mà đuổi được. Bình tĩnh nào bạn ơi, ui dồi nổ súng bắn mình á. Nào ra đây nào. Ui dồi ôi, ra đây tôi lại sợ ông quá cơ. Trong cái mặt tôi gọi là, trong mặt tôi là đã mấy chục năm nay rồi chưa gặp cái trường hợp nào như này. Lì đòn vãi trưởng anh em ạ. Níu kéo sự sống này, mày đâu rồi. Ra đây, ông chạy thì quái là được. Ây da, nó cũng biết vuốt vào đầu mình đấy nha. Càng nha, nhưng mà tôi là đạn tôi là nhanh hơn. Hiểu không? Giống kiểu là cái con tinh trùng nào mà chạy đến trước ấy, thì đấy mới là con tinh trùng gọi là khỏe nhất anh em ạ. Đúng không? Dạng như vậy thôi. Và chơi đùa như vậy thôi, chứ anh em nào chưa đủ tuổi đừng có mà nghe nhá. Nào, ui rồi, bên này có một thằng này đi mà chắc, ui nó định lu mình à. À, xin lỗi bạn nhá, tôi không phải là cái thứ để cho bạn lu đâu. Mà con lợn này, mày chạy đây, mày chạy đây. Chỉ đi, thằng này chỉ giỏi đi bắt nạt trẻ con không ai bằng thôi. Thấy người ta gọi là nhỏ tuổi, người ta có gọi là có mấy tuổi thôi mà. Và tự nhiên là quay ra cầm cái con xe tôi đùng ra định cán người ta. Bố có thể mất dạy. Được rồi, mày ra đây, mày có giỏi mày ra đây đi. Tao chấp mày một mắt luôn nhá. Ta nhắm cả hai mắt thì chắc chắn là không chơi được game rồi, nên tao chấp mày một mắt thôi. Ra đây nào, ra đây nào, ra đây nào bạn ơi. Úi dồi ôi, hạ giá đây. Ôi, ông tưởng ông cao quý lắm mà, và vẫn gặp tôi rồi lại bắn chọi cho không triệt phát lão chứ đùa ở đâu. Ấy, hồi nãy giờ tôi nhả cho ông thôi, cho ông gọi là chạy thong dong ở bên ngoài giống kiểu là mấy con cờ khói được chủ thả ra bên ngoài dạo quanh công viên các thứ rồi. Chứ ông nghĩ ông đủ tuổi ông cán tôi sao? Vớ vẩn, rảnh còn bố lao. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến ra cái khu vực mà đang có thính sáng em nhá. Là chiếc thử bên trong có thính đấy mà.
Úi dồi ôi, có đạn phóng lựu à? Lấy luôn, chúng mình lấy luôn chứ gì nữa. Tí nữa chúng ta mà chạy ra cái phòng thính ấy mà nó có được cái trang bị là phóng lựu M79 nữa thì gọi là quá tuyệt vời luôn. Ê, bên này là còn cái trang bị phòng thính nữa này, nhưng mà trước khi lút ra thính ấy thì mọi người nên để ý xung quanh nhá. Bởi vì bây giờ các bạn mà không để ý một cái là kẻ địch nó dồn dập, nó gọi là nó trú, nó ngủ ở một cái vị trí nào đấy, các bạn chạy ra lút thính cái là bắn vào hết soạt phát luôn. Thế là kết thúc trận đấu. Gọi là đấy là một cái thằng không có gì, một cái thằng chuyên đi núp, mấy thằng chơi kiểu là view hẹp cái bẩn không làm chấp anh em ạ. Ôi được rồi, vậy là có vẻ như là quanh cái khu này có vẻ như là khá là vắng người ấy nhỉ. Mà thấy quá là anh em thể thấy quanh khu vực trời ấy, một phát là ba học tính là rơi ngay cạnh nhau luôn. Mấy hiểu kiểu gì. Ê, bên này bên dưới này sẽ có một học tính nữa này, mình sẽ xuống dưới và check thử bên trong là xem có cái trang bị gì ngon hay không anh em nhá. Nói chung là con đường mình xuống nó khá là an toàn em ạ, không thấy có bất kỳ một cái biểu hiện gì cả. Ok, đã xuống trường này. Đây này, bên này bên dưới này lại có một cái hòm thính nữa này. Mẹ, chả hiểu sao quanh khu cổng trời này lắm thính vãi trưởng nha. Khu liền kề hai hòm mà ở trên khu cổng trời cũng hai hòm nữa. Ấy yêu kiểu gì? Cái khả năng cao là vòng bo nó thủ ở giữa đây em ạ. Tôi nghe tiếng rút súng. À, đây rồi, đây rồi. Ôi giời ơi, vải màn chết mắt thánh à. Ôi bạn nghe, tôi nghe tiếng rút súng, tai tôi thính như tai chó đấy. Bạn mà rút súng ra tôi chả nghe được mới là lạ luôn đấy. Đâu rồi, bạn ra đây, bạn ra đây. Ok. Ui giời, sao đi núp thế. Tôi tưởng bạn thế nào chứ, hùng hồn, hùng hổ thế nào mà rút súng ra định bắn mình ai gì ấy, núp vào trong cái bụi rậm như thế. Như này, chơi như thế là không khá hơn rồi. Thế là không phải đàn ông rồi. Thế là gọi là đàn bà rồi anh em nhá. Ôi, vãi chửi luôn. Thôi, hay đi ở đây à? Thôi, em là đàn bà phụ nữ, mấy anh gọi là cứ gọi là thương lòng em, gọi là nhẹ tay thôi. Chứ đừng hai anh đừng có chạy ra anh bắn em nhá. Được cái là cái mini drone này của mình thì nó sẽ không làm lộ cái vị trí mình ra. Vậy là mình đã biết là quanh rìa cái khu vực bo đang thu này là sẽ có được hai thanh niên rồi. Thế là mình không có dại gì mà mình gọi là chạy ngược lại và bắn nhau chúng nó đâu. À, đây là ai? Nhưng mà cơ hội mình đây này. Cơ hội đây này. Úi giời ơi, nó chạy bố tổ, nó chạy lên trên rồi. Vãi cả trưởng nó luôn đấy. Cứ tưởng là có được mồi ngon ai dè. Thôi, cứ chạy vào trong đi. Ôi nhưng mà thằng này đang yếu này. Bo này đã đốt là hơi bị đau đấy anh em ạ. Đừng có mà tưởng nhá. Nào ra đây, thằng này không đủ máu gái là nó chết chắc luôn em ơi. Úi giời ơi, chạy đi. Chạy đi. Gọi là tôi giờ tôi thách cả lo thằng này nó dám bắn tôi luôn đấy. Giờ đang chạy bo sắp ăn lìn ra mà dám bắn được tôi là tôi cho gọi là 10 triệu một tiền hoa quả mua luôn đấy. Nào ra đây. Bạn có giỏi bạn ra đây bắn mình đi. Ồ à mình có lựu đạn mà sao phải xoắn nhỉ? Ở nhà mình chả gọi là chả thiếu gì lựu đạn luôn. Nào cho ăn lựu, cho ăn lựu này, cho ăn lựu này bạn ơi, cho ăn lựu này. Gọi là 3 quả lựu, 4 quả lựu này. Nào, chạy đâu? Chạy đâu? Ô chết à? Ôi giời ơi, sợ chết vì bò thế. Bạn chạy ra và bắn với mình còn được thêm một kill nữa phải đẹp không? Phí một cái bạn gọi là trời cho. Ở bên trái có một con bò lạc ai. À mà cái vòng bo còn khá bé này mà còn tận 6 thằng nó trú cơ. Thế thôi, không lý do gì mà chúng ta không sử dụng cái trang bị gọi là mini drone cái em ạ. Trong phòng bo nó rất là căng thẳng như này rồi. Thế này đấy, vậy chỉ có một thanh niên duy nhất trong khu này thôi. Thanh tẩy đi em ơi. Tôi thì sao phải xoắn nhỉ? Ra đây. Ô núp dưới cửa đấy. Tôi lạ gì ông đâu. Đấy. Tôi lạ quá cờ vỡ đầu cho con chó này. Ủa nhà rỉnh ai vả vẫn. Gặp tôi đánh cho không chịu phát nào rồi. Rồi, cái mini drone quét một phát là có hai thằng nữa kìa. Ê, chắc là bây giờ chúng ta sử dụng thêm cái mini drone nữa cho nó an toàn em nhá. Bo đang thu đến đít rồi, quả này gọi là không lút đồ thằng này nhanh để chạy vào thì có mà chết anh em ạ. Ok, nào, xem quanh khu này có người không nào. Bo đang bắt đầu thu rồi em ạ. Chết, chắc là chúng ta phải chạy thôi. Ui, vãi chừng bên phải mình còn một thanh niên nữa cơ. Đông vậy eo trời. Nào, từ từ. Thế để bây giờ là tôi chạy xuống tôi clear thanh niên phía dưới đã cái đấy nhá. Ok. Nào bạn ơi, bạn đâu rồi? Nãy giờ bạn núp ở quanh khu này đúng không? Không phải trốn đâu. Bạn là bao nhiêu tuổi rồi, cứ phải gọi là núp sau cái mỏm đá làm cái gì ấy. Ra đối diện những người đàn ông xem nào. Ôi chú ở bên trong làm cái gì. Ra đối nhận thì gọi là ánh nắng mặt trời thế giới bên ngoài đấy. Ánh nắng bên ngoài đây bạn ơi. Đấy là biết đấy là ánh nắng của gì không? Ánh nắng thiên đường ấy. Đấy. Cho bạn lên thì đàn luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lút xác thì luôn. Ui dồi ôi, bom keo đây rồi, mày quá đang thiếu bom keo anh em ạ. Ôi khá là cao là quả này chúng ta là giành top 1 rồi anh em ạ. Quả không top 1 nữa là bắt đầu là tôi tục cần tới chuyện quanh phòng cho anh em coi luôn nhá. Ok nhá. Rồi, sử dụng cái mini luôn này. Người đâu rồi nhỉ? Ê, ê. Không top 1 nữa là bắt đầu là tôi tục cần tới chuyện quanh phòng cho anh em coi luôn nhá. Heo. Cái gì vậy? Mẹ đi ăn tết. Cày vậy đấy luôn em ạ.